bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Bạn đam mê, yêu thích chụp ảnh những món ăn yêu thích. Bạn cần chụp ảnh quảng cáo những món ăn ngon. Khóa học Food Photograph, bí quyết chụp ảnh món ăn sẽ chia sẻ với bạn phương pháp chụp ảnh đồ ăn, biến những món ăn ngon trở nên thu hút và hấp dẫn hơn qua từng set ảnh. Bạn sẽ được hướng dẫn cách lên ý tưởng, chọn thiết bị chụp hình, setup ánh sáng, cài đặt các chế độ chụp cho phù hợp để chụp được những bức ảnh đẹp về món ăn, đồ uống. Không chỉ thế, bạn còn được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tự tay chỉnh sửa những bức ảnh vừa chụp, cho ra những tác phẩm đẹp mắt và ưng ý nhất chỉ sau vài giờ. Sau khóa học bạn sẽ nắm được cơ chế làm việc của máy ảnh, chọn ống kính và thiết bị chụp phù hợp, làm quen với một số bố cục trong nhiếp ảnh, setup ánh sáng cơ bản đơn giản mà hiệu quả, cân chỉnh hình ảnh bằng phần mềm Photoshop, tái bố cục, tối ưu kích thước hiển thị, cân chỉnh màu sắc, trang điểm cho hình ảnh, chèn chữ vào hình ảnh. Hãy đăng ký ngay khóa học để trở thành chuyên gia chụp ảnh đồ ăn, sở hữu những bức ảnh chụp lung linh, hấp dẫn.